Đêm đó con đã rất say. Đó là đêm duy nhất con thật lòng không làm gì có lỗi với anh Hải hết mẹ. Mẹ hiểu rồi. Thôi, tạm thời thì con cứ ở dưới này. Nhưng mấy đứa trẻ thì... Mẹ ơi, con xin mẹ cho mấy đứa nhỏ ở với con nha mẹ. Ở dưới này thì... Tuy là... hoàn cảnh có hơi cực cho tụi nhỏ. Nhưng mà... con nghĩ là vẫn tốt hơn cảnh mẹ ghẻ con chồng mà. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Thì con không phải lo. Mẹ sẽ... Tôi tự nuôi được cháu của mình mà. Sẵn chị xuống đây, tôi thay mặt con gái tôi nhờ chị một chuyện. Đó là cho nó ly dị thằng Hải. Anh Hoàng. Ngày xưa lúc tôi gả con gái tôi vô nhà chị là để đền ơn. Chị đã giúp tôi trả nợ, thoát cảnh tù tội. Nhưng tôi không ngờ con gái tôi nó khổ như vậy. Tôi nhờ chị, nếu chị còn thương con Hương thì chị giải thoát cho nó đi. Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho mẹ sau. Xin phép anh. Con còn tiếc nuối điều gì nữa không? Mà sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng nếu không dứt khoát được là tốt nhất. Chị Hai ơi, mẹ tỉnh dậy rồi kìa. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Mẹ không sao. Để con rót nước cho mẹ uống nha. Mà sao chỉ có hai chị em vậy? Lại đâu rồi? Mẹ Hiền nữa. Dạ, ở ngoài đi tìm bé Hiền rồi. Thảo, có chuyện gì xảy ra với bé Hiền nè? Nói cho mẹ nghe đi, nếu không mẹ giận hai đứa đó. Thảo, nói cho mẹ nghe, nếu không mẹ không có thương con nữa đâu. Mẹ đừng có giận con mà. Ông ngoại ông có cho con nói, bây giờ ông ngoại đang đi tìm bé Hiền. Nói đi đâu mất tiêu rồi. Nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe coi. Hả? Con nói cái gì vậy ta? Hả? Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao.
Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel.